chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp trị mụn trị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Còn thế. Ấy xa, mọi người hôm nay anh em mình hoành tráng không? Đố mọi người biết đây là cái gì? Đố mày biết đây là cái gì? Ai chẳng biết cái này, em ăn suốt đi. Ăn gì? Đấy là cái đấy. À, kì, ăn suốt à? Bây giờ vẫn ăn. Thì cái lần suốt, hôm nào ăn à? Lần anh chẳng nướng ở trên. Nói chung là anh em mình chán thịt rồi chuyển sang ăn mỡ nhé mọi người nhá. Đây là nói chung là một dạng của mỡ, nhưng mà nó không phải là mỡ. Mỡ có tật. Mỡ có tật là cái gì? Đấy. Đây là nầm sữa. Đây là nầm gọi là vếu nhá mọi người nhá. Đấy, một cũng kiểu mỡ nhưng mà ngon lắm. Đấy cái này. Kiểu nửa nặng nửa mỡ anh nhỉ? Không, nửa nặng nửa mỡ là đấy kiểu này nhìn như kiểu giống thịt mà không phải thịt. Chỉ có mày với kiểu nửa nặng nửa mỡ thôi. Đấy. Hôm nay anh em mình sẽ làm một món rất là ngon nhá. Đây này. Hôm nay làm món gì ấy? À, làm cái khẩu trang này. Hồi xì. Thơm. Này, ngửi chưa? Con này không phải bò sữa. Không ngửi thấy gì nữa nhá. Thơm rồi. Rồi, ra. Làm cho tí tỏi ớt. Tỏi ớt. Có cho mắm muối không? Em cho không? Thôi. Không khiến. Không khiến. Chà chà, nói chung là cái món nầm này rất là ngon. Ở dưới Hà Nội ai mà tín đồ của đồ nướng ấy thì không thể gọi là gì nhỉ? Không thể không biết tới món nầm. Mọi người ăn liên quan gì? Tự nhiên nầm lại chân dài, xạ cái gì? Nó nghe thấy bao nhiêu này đi ăn không? Ngấm à? Ngấm đòn à? Ý, món nầm này mày biết Hà Nội bao nhiêu tiền một đĩa không? Bao nhiêu tiền? Khá là nhiều tiền. Nó tại vì nó không tính riêng. Bao nhiêu tiền? Khá là nhiều tiền. Ai, thế là thế à? Ui ôi, hơi nhiều. Hơi nhiều mỡ. Mà kiểu cái này tràn mỡ, kiểu thì nó đầy mỡ. Yên à, cái này không phải mỡ đâu. Nó gọi là cái gì nhỉ? Đã gọi là nầm rồi á thì lần anh em mình cũng nướng ở trên sân bóng nhờ. Rồi, nói chung là ngon lắm. Căn bản là hôm nay thèm sữa thế nên là quyết định mua nầm để ăn. Thèm sữa nên mua nầm, chả liên quan gì đến nhau. Chả thế mà đưa tao con dao con đây. Sữa nó từ cái nơi nó ra đấy mọi người ạ. Mọi người không biết à? Ôi. Này. Đấy, vừa đấy vừa làm được khẩu trang corona chống corona. Thơm cực, ngửi thử mà xem có xả gì không. Xả gừng và thơm không? Xịt mũi. Cắt cho anh em bắt vào đây ngon nào. Đây. Nào cắt đi. Cắt đi. Lại còn cắt nhiều đĩ nữa. Thôi, đưa đây. Đấy. Ông này. Mấy quả? Một quả nữa. Đây. Há mồm mà. Đồ anh uống hết một cái này nước chanh. Rồi ok. Ok. Đồ tây các thứ cũng phải tây. Đấy, chà. Bây giờ đợi khoảng tầm 10 phút là anh em mình bắt đầu triển khai lướng. Đấy, ngon chưa mọi người? Trời ơi. Đấy, mọi người gọi là kìm được gọi là sự gì? Nhìn thấy nó có ngon đâu. Ôi. Đến lúc ăn mới ngon ý. Nhìn thế này nó khác gì cục mỡ. Mình phải chém gió đấy chứ. Đấy, rồi đây, đi. Ui da. Em đi đốt lửa đấy. Em quay đâu. Đây, em quay.
lật đặt luôn xuống đấy luôn. Thế sao? Bỏ nước xả thì nó cháy xả, nó sẽ nó ngấm xả rồi không cần đấy. Nó cháy xả nó sẽ bị cháy mất lầm đấy. Mắc võng kiểu à, mắc võng trên rừng Trường Sơn như như kiểu dây phơi quần áo ấy nhỉ. Đây ông đang phơi chăn đấy, chăn màn đấy. Ê, mày tranh chỗ ghê thế nhỉ. Ui, tao bảo rũ bảo bớt xả đi, nó ngấm xả là được rồi, nó cháy xả là mất ngon đấy. Ê, của mày nó phều phều thế nhỉ. Cái anh làm thế mà. Như kiểu dây phơi quần áo ấy. Trời. Giờ chỉ có chờ một tí là chín, cái này rất nhanh chín. Không. Wow, chín rồi mọi người. Hoàn chưa? Vào đấy. Dạ. Dưa tạ chưa? Thiểu rồi đấy. Wow. Chín chưa? Trời, chín rồi. Chén này. Này anh ơi. Đi. Ra giữa suối chén này. Thôi, dạ giữa suối lạnh lắm, mang ra đây ăn đi. Sa. Ngon chưa mọi người? Anh em mình sẽ ăn dần dần để vừa nóng vừa ngon nhé mọi người nhé. Hoành tráng không? Mọi người thấy mình, anh em mình hoành tráng không? Đấy, đồ Tây này, các thứ nó cũng phải Tây. Ăn kiểu Tây ấy. Này, em cũng biết kiểu ăn kiểu Tây, em xem phim Tây suốt rồi. Đâu, mấy em tưởng ớt không? Review cho mọi người cái ăn kiểu Tây nhé. Đấy. Sấn vào đây này. Đấy. Sấn vào một miếng này. Ui. Điên là sấn thế này, lấy dao, lấy dĩa ra này, khứa bắt. Sống à, cắt. Ui, dao nhánh sắc đấy. Đấy, tao cắt được cái đấy. Ui. Có dao lưu mượn dao không? Ăn Tây, là... Tây ai ăn kéo? Cái màu đỏ là một nửa là của Việt Nam, một nửa là của Tây này. Wow. Đấy, kèm dao luôn. Kèm salad, kiểu salad đấy. Úi xời. Mời tất cả mọi người nha. Anh quê đấy, ăn ở như nơi. Ngon lắm mọi người. Gãi rồi. Giòn nè. Quá mọi người. Giòn. Đây, trời. Quên, mọi người quên món gì không? Món gì? Cô cà quê à. Bia. Cô cà. Quá ngon. Đây. Mày quên, mày biết quên cái gì đâu? Gì? Đáng nhẽ ra nhá. Ủa, thế mà Tây nhỉ? Mọi người biết cái gì không? Rau muối. Thịt bò Mỹ, thịt bò gì nhỉ? Ý à? Người ta hay rắc kiểu đấy. Đây này. Đây. Nào đưa đàn tao này đây. Không biết gì. Em ăn kiểu ta. Em ăn kiểu ta. À, đây là Malaysia này. Ông cha ta hay ngồi thế này. Đấy. À. Các ông cụ nói không? Nay nhiều con nhạc nhạc để nó bay. À, chỗ này là chỗ rãnh suối. Nó hay có mọi người nhé. Rất là ngon luôn. Dai dai, ngon. Dai giòn sật sật. Đấy. Nếu mà cắt miếng nhỏ này nó dai giòn sật sật. Vã. Đúng là nầm. Ai ai cũng thích. Ngon quá. Quá ngon. Quá mát mẻ. Mày cắt... em nhai mỏi mồm thế nhá. Mày cắt miếng to quá. Và hôm nay gọi là ăn nầm hương lúa nhá mọi người. Lúa mặc dù chưa có hương. Đó, cắt mỏng nhá, nhai nhanh nè. Ai, mái cũng xong.
ăn kiểu Tây này. Anh nói cơm cơm sữa nhỉ anh nhỉ? Mình nhìn thấy nó giòn rồi. Nó béo rồi. Giòn ra. Anh ăn đủ nhiều miếng đầu em nhìn đấy quá. Cay quá. Này. Ớt. Đồ Tây các thứ cũng phải Tây. Dai giòn sần sật. Nên là phải ăn chuẩn. Ngon không? Ngon không? Riêng ăn đúng kiểu Tây. Nhưng mà Tây không ăn được kiểu như anh em mình đâu. Anh em mình ăn ở khách sạn. Anh ơi, nhưng mà nhìn Tây, sao? Bên nước Tây có đồng không? Có à? Không có đồng. Em tới tận tận nhà công. Em tận đồng. Cái tầng mình đầy á. Quá ngon. Béo. Tiểu Nhị đâu, cho thêm một phần rau nào. Lấy đâu Tiểu Nhị? Cho sang. Đi lấy. Nào, có ăn rau không? Đó. Ê, tao cũng bị thụt thụt ra sau này. Thật ra là mình bị sứt chân ở đây này. Thế là không quá đạp ở đấy. Thế là sót. Nhấp chân cao. Ai bảo anh cứ ngày đi chân đó làm gì? Một phần này phần salad khá là ngon. Mỗi người đang ăn đi đánh đấm. Đang miếng cà chua cho nó yêu đời. Cứ ngày ngày em thật chua. Ngon. Nhưng không sửa trường cà chua. Ui, thế mà đây người ăn trống nhỉ. Mình cắt hết ra nha. Ngon cực. Ngon lắm anh ạ, nó dai dai ấy. Theo tôi nên uống rượu Tây ạ. Cái món là giả cầy, món ấy cũng phải làm kiểu Tây không ạ? Anh nghiện à? Đồ Tây không có món thịt cho. Nên món là giả cầy là không có được cụ ơi. Em hay làm cơm mỏ rồi nhưng mà em thấy người ta hay làm một miếng tiêu ấy, một cay. Món gì? Tiêu á? Tiêu ấy. Tiêu thì làm gì? À tiêu ấy, nó mới quả tiêu ấy. À tiêu đầy nhà ấy. Đúng rồi, quả tiêu ấy. Quả tiêu làm gì? Em thấy người ta nào nấu đấy mà. Nấu cái gì? Một cá các kiểu ấy. Gì đó? Này. Thôi anh lấy đâu tiêu? À! Anh vẫn chưa lấy đâu. Cái gì? Anh hứa mấy em rồi. Gì nhỉ? Phải mua tôm càng xanh về ăn gỏi mà. Mua tôm càng xanh không chuyển ra miền Bắc. Nó đóng đá mất. Thế đi đóng đá ăn luộc. Ăn gỏi thì tao cũng bảo là ăn gỏi. Hay là ăn chuyển sang tôm hùm Nha Trang. Lại đi giải cứu tôm hùm tiếp. Được vậy. Ăn gỏi nhỉ? Quẩy ngon mà. Được. Thế thì ngày mai mai hoặc ngày kia đấy, sẽ cho mày một mâm hải sản anh em mình ăn sống. Mai hoặc ngày kia thì giờ nó cần vận chuyển chứ. Ok.
Tiểu Nhi đâu, cho thêm hai phần thịt bò Úc sốt nước ý thế nào. Sốt. Em hết rồi. Úc sốt spaghetti nào. Nào. Ê, con chú nhẹ mà ra đồng rồi. Chú, chú, chú. Ê, chú, chú, chú. Con chú nhẹ nó tìm ra đây này. Ấy. Nó làm nhớ. Đây, ăn nào. Nó miếng to to. Ê. Thì phải thi bò đấy nhỉ. Ấy, con nhẹ mắc trong chú rồi. Đây. Hai phần. Một phần cho chó. Ừ. Đây. Hát cho nó miếng. Đấy. Cho nó miếng cho to này. Anh quật cho nó. Đừng có đem xuống suối quần, nhá. Quật cho nó. Su su su. Miếng này à, cho gọi là em Su Su đã cất công đi tìm anh em mình. Ăn đi. Đấy. Ngon lắm đấy. Đủ nước ấy, anh bắt nó lội nước. Rồi, vừa uống vừa ăn vừa uống nó có phải. Đấy. Đấy. Dạ. Biết đưa. Mấy chia. Hôm nay là đi tập săn đấy mọi người ạ. Đi cùng là em chó săn. Em chó săn tặng bên lửa. Quên lại đi ở đây. Đi tay nó rồi. Chắc em chẻ mãi không được ấy. Đây, rồi. Chẻ cái này nó cũng bằng. Chẻ phẳng đấy à? Đấy, kiểu gì vẫn này cũng chẻ được. Đây, lấy dao sắc này. Dừng, dừng, dừng. Đó. Dừng, dừng. Đưa tao bảo. Ăn thử. Đấy. Ngon không? Ngon, ngon. À. Vừa chín tối. Bên này cũng thế mà. Cái này ngon hơn. Cái này béo hơn. Đây, nó vừa chín tới này cho mọi người xem nhé. Các mình nướng. Nó giòn lắm. Ngon nhỉ? Tuyệt vời luôn mọi người nhé. Wow. Thấy không? Giòn. Giòn, mềm. Cái món này vừa giòn vừa mềm vừa hay, nếu mà nướng thì vừa dai. Ơi, cho em thêm một miếng. Lại có em nữa. Đây 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 đây. Úi, đừng miếng này ngon. Đây bây giờ chia đôi hai đứa nó lại trầu kìa. Đấy, nó đi mất. Đây. Nó quất rồi nó. Đây, xin xin, thế thế. Su đây. Su rồi. Đây, xin xin. Xin xin xin. Đấy. Hai em chó tự dẫn nhau đi tìm anh em mình. Đấy. Hồn với lại nó biết anh em mình ngoài nơi đấy. Chờ tí. Chờ tí. Ăn thêm miếng nữa lại cho bọn nó ăn miếng. Mấy em này săn thịt cao lắm. Lần trước nó săn được con chuột đỉnh cấp đấy. Chuột đỉnh cấp của chuột to anh em mình ấy. Đấy, để mình sẽ review cho mọi người xem gọi là cách ăn của bọn Tây nó như thế nào nhé. Đấy, này, hai miếng nầm này. Đấy, sao? Đấy, đặt ăn nó quyệt quyệt cà chua. Quyệt cà chua. Anh ăn lại còn làm mau lên nữa. Quyệt cà chua, này. Tại anh để nó không cơi nhé. Ôi, đỏ quá. Đỏ quá các bạn ạ. Sao ấy? Mày tin tao dúi đâu mày dưới thế này không? Hả? Đỏ. Hả? Hả? Mày tin tao dúi đâu mày xuống dưới. À, vẫn còn miếng này vẫn trong sạch. Trong sạch. Nở. Ôi, em mày ăn nở quá các bạn ạ. Nó mà cứ ngon, đang ăn ngon. Thì anh để nó cầm cơ anh nơi ấy. Cầm cầm cơ nhỉ. Thì ăn tản phá hại. Cầm cơ anh, cầm cơ anh. Mày là mày muốn cho chó mày ăn gì? Ờ. Chạm vả lên rửa đây, cho lên con miếng lại. Cắt cho chó ăn miếng. Đây, cho miếng nhỏ. Ừ, nó, cho nó ăn, nó chặn được con to, nó mà ăn. Rời ạ, chút này đấy. Ê, tao cầm về, tao về trước cho mày rồi đây.
cho mày ở đây. Đây đúng dưới rồi. Đây đây. Tui tui tui. Nói cho mày biết nhá, em mày chó mày lại chén sạch nốt hai cái miếng ở trên này rồi. Thì anh của anh không để cẩn thận này. Dọn đồ đi mày. Để đây chó cắt ra gì ăn. Này, thịt luôn hai con này. Thịt gì? Anh biết nó cắt cho anh mấy con chuột to đùng rồi nhá. Cắt đi. Xuống dưới kia lấy đi, lấy đi. Tao lấy. Cái này thụt không lấy được đâu. Ôi anh này đi về thật à. Ôi trời ơi, Trần bắt em đi bộ rồi. Bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ like, share, comment, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Anh em mình về đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.